mạnh như Aurelion Sol thì anh chừng Malzahar sẽ khó chơi đây. Malzahar cũng là một vị tướng đẩy đường khá nhanh, nhưng đó là câu chuyện khi anh ta đạt flash phải cấp độ 4 hoặc 5 đúng không? Như vậy thì nếu như ở cấp độ 1 và 2, thậm chí là cả 3 nữa, Xiaohu đẩy nhanh lên với khai mở thiên hà của mình và quái vật tiến vào bên trong trụ thì có lẽ với một người chơi Malzahar lão làng nhanh ngang, anh cũng có thể cảm nhận được cái sự khó khăn khi cần phải farm về bên trong trụ. Nhưng có một cái điểm rất mạnh Malzahar trận này chọn mà tôi có thể hiểu được, đó là khả năng tấn công ở đường giữa theo cái kiểu như Elise ra ganh rồi Malzahar tốc biến chói thì không có một con tướng nào tôi nghĩ rằng có thể chạy thoát được. Để xem nào, kể cả là những vị tướng có chiêu chạy trốn như là Fizz hay như là một vài con tướng nào đấy như Lissandra với hầm mộ hàn băng chẳng hạn, ví dụ như vậy, mà bị dính hiệu không chế chồng đúng không, là coi như chắc chắn nằm. Khả năng là rất cao, sát thương phép của hai vị tướng này dồn vào cực kỳ lớn. Chỉ khi nào đấy bạn có thể hoàn thành xong cả trịnh chúng sinh rồi là cả cái gậy đầu lâu nữa, hoặc là chất tướng Vladimir chẳng hạn, thì có thể đem lại cho bạn được khả năng sống sót trong những tình huống canh kiểu như vậy. Cả hai đội tuyển đã hoàn thành xong việc lựa chọn đội hình. Nhắc lại, tỷ số của cặp trận đấu tứ kết này đang là 2-1 nghiêng về đội tuyển đến từ Hàn Quốc SKT, và Royal Never Give Up đang đứng trước cơ hội để có thể gỡ hòa lại được với cái kiểu đội hình rất mạnh mẽ. Và một cái điều cụ thể hơn, có vẻ như Aurelion Sol đang là vị tướng có khả năng khiến cho Faker cảm giác gọi là run tay nhất. Yo Flash Group đã chứng minh được điều này. Chiến thắng của Yo Flash Group trước SKT với vị tướng Aurelion Sol đã chứng minh điều này. Và thực ra thì khi mà bạn lựa chọn Aurelion Sol, bạn sẽ không cần phải sợ người chơi đường giữa của đối phương quá hơn trình của mình nữa, bởi vì tất cả những gì Aurelion Sol cần làm là hãy xoay thật nhanh, đẩy những đợt lính vào bên trong trụ, về nhà hồi đồ và sử dụng cái du hành không gian để tiến tới ganh một khu vực đường hoặc quay trở lại khu vực đường giữa. Có vẻ thú vị. Với những gì Mạnh chia sẻ, tôi nghĩ rằng trong khoảng thời gian tới tôi sẽ phải luyện con rồng này, vì nó sẽ làm giảm được cái điểm yếu của tôi, đó là kỹ năng cá nhân. Chỉ cần đẩy đường thôi và lấy lợi thế từ đẩy đường, tạo ra khoảng trống của chính bản thân của mình đi ganh ở những đường còn lại. Và trận đấu được chính thức bắt đầu, trận đấu thứ tư trong kèo BO5 giữa Royal Never Give Up cùng SKT Team One đã chính thức có những bước đi đầu tiên và một con nhện để báo rằng MLXG đã bị phát hiện tầm nhìn cùng với những người bạn của mình. Blank đã nhìn thấy cả 3 thành viên địch đi vào phần rừng của mình, trong khi đó thì Uzi hình như hơi cóng cơ sau một pha bắn quy trượt. Liên tục bị tấn công và có cả Faker chặn mặt nữa. Có lẽ Uzi cần phải nghĩ tới việc dùng tốc biến. Wolf không tung ra được cú chói và cực kỳ bình tĩnh khi Uzi biết rằng sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng dành cho bản thân mình. Đó là kỹ năng rút máu từ từ, chứ thực ra ở những cấp độ đầu tiên này Malzahar chẳng có gì cả. Kể cả bạn nâng cắt phép thì nó cũng chỉ khiến cho bạn không sử dụng được chiêu thức thôi, không tốc biến được thôi, chứ còn chạy thì chân vẫn chạy tốc độ như thường. Looper cùng MLXG vào đây. Một khởi đầu khác. Một khởi đầu này là khởi đầu đánh nhau và cướp người đá của đối phương. Nếu như 2 đánh 2 thì tôi đang đánh giá cao hơn việc không, Elite cấp độ 1 tôi quên mất là làm gì có kén nhện mà làm choáng với cả không. Để xem họ có va vào nhau hay không. Rồi, cấp độ 1 tăng W đó là điều rất quen thuộc dành cho Elise mà thôi. Và không thể nào mà ngờ được những phi tiêu trượt. Looper phi tiêu trượt và MLXG tiến vào đây. Cũng không sử dụng 6 âm vô ảnh cước luôn. À đây rồi. Như vậy là cũng chỉ trì hoãn một chút xíu, tôi cũng không hiểu cái hành động này là gì. Nếu như họ cướp thành công được con người đá đấy, có thể nó sẽ là một bước tiến khá là lớn. Nhưng họ đã không thành công trong tình huống đầu tiên. Còn khu đường dưới, Wolf vẫn đang làm rất tốt. Wolf 1 chấp 2, Wolf quay trở lại và khiến cho Mata chỉ còn 100 máu mà thôi với những cái mầm cây bắn liên tục của mình. Anh ta thậm chí cấu máu được cả Ezreal của Uzi, một lượng khá. Nói về Mata, chúng ta biết rằng đây là bộ não của Royal Never Give Up và đây là người chơi hỗ trợ có cái nhìn phải nói là toàn diện nhất trong nền Liên Minh Huyền Thoại bây giờ. Nhưng nói về trao đổi chiêu thức thì để xem liệu Mata có được bằng Wolf hay không, khi mà tôi thấy rằng Wolf là người lời hơn. Nhưng tất nhiên về chất tướng thì đúng là Wolf kể cả bắn chiêu trượt thì vẫn có lợi thế đến từ những cái cây. Còn Mata mà trượt quy là Mata chẳng còn cái gì về mặt lợi thế sát thương cả. Và cũng như tôi đã chia sẻ thì rõ ràng Zyra là một vị tướng khá là khắc chế được những vị tướng hỗ trợ khác có những kỹ năng định hướng, thậm chí là cả xạ thủ nữa có kỹ năng định hướng. Nếu như có những cái tình huống trồng cây hợp lý và tạo ra những cái mầm cây thì Zyra hoàn toàn có thể đỡ được lợi sát thương đến từ cả Ezreal lẫn các mà. Đây là trường hợp tôi nói vì sao là Malzahar chọn đi với Aurelion Sol là không tươi cho lắm, vì nhìn vào chỉ số lính farm của Faker, nếu như anh ta làm tốt nhất cũng phải kém đối phương đến 4 hoặc 5 con lính gì đấy sau cái tân lính bị đẩy vào trụ vừa rồi. Rất khổ cho Malzahar vì cái khả năng đẩy lính ở cấp độ dưới 4 là chậm. Rồi, Mata quay lại bắn một cú quy trúng và thêm một sức vào đầu của Bang. Bang quay lại bắn Uzi, Uzi quay lại bắn quy, nhưng tất cả mọi thứ mà Uzi làm từ nãy đến giờ là chưa hiệu quả lắm về mặt gây sát thương. Khu đường trên thì cấp độ 3 đến từ cả hai người chơi và Duke cũng đã bắt đầu có tiếng nói riêng của mình, không bị thua thiệt nhiều so với Looper nữa. Hiện giờ thì lượng máu của anh ta sẽ được hồi lại nhiều hơn so với đối phương. Đợt lính để vào trụ này tôi không nghĩ rằng có khó khăn gì dành cho Irelia cả. Nét vẽ nó trúng nhưng trúng vào Uzi, mất tốc biến lên bắn đến từ Uzi và đó là chiến công đầu dành cho xạ thủ của Royal Never Give Up. Một màn đấu trí ở đường dưới và người chiến thắng là Uzi cùng với cả Mata. Nhìn vào lượng máu Mata cái lúc mà tàn giao tranh xong, tôi nghĩ rằng Mata ít nhất phải chịu thêm 2 phát bắn thường của Wolf nữa đó, hoặc là 2 phát bắn thường của cái cây. Thế nên là Wolf đã tính toán sai và làm cho Bang mất đi cả cái hồi máu trong pha thi đấu vừa rồi, như vậy đã không thỏa đáng. Sẽ là lợi thế khu vực đường dưới dành cho Royal Never Give Up, nhưng đây không phải là điều mà chúng ta mới thấy lần đầu. Một pha đỡ thông minh và cũng là một tình huống có lẽ là cũng hơi vô tình nữa. Di chuyển bọc lên để gây sát thương vào Wolf mà thôi. Đỏ. Và điều đấy đã khiến cho Mata không gặp nguy hiểm, chứ nếu như nó trúng, đó sẽ là tốc biến đến từ Bang thì kết liễu thành công được Mata. Cú đường giữa phải nói Faker đang làm tốt, tạm thời là khá tốt đấy chứ không phải là đùa đâu. Khi anh ta có được 25 so với tầm khoảng 32, 33 chỉ số lính của đối phương. Còn khu đường trên này thì Blank cũng đang muốn có một cơ hội để hỏi thăm Looper nhưng không thành công. Looper biết khi mọi thứ đang rất yên bình, tự nhiên Irelia lại sồn lao lên như vậy là hoàn toàn có vấn đề. Và ngay lập tức có backup đằng sau khi MLXG đã xuất hiện ở đây, cắm một con mắt tím và phá đi được một con mắt tím ở trong cái bụi cỏ nhỏ đó mà chính Blank vừa mới cắm ra. Thì nếu mà nhìn vào cái lượng mắt còn đang tồn tại, chúng ta có thể thấy rằng là cái con mắt đó mới được cắm thôi. Bùa lợi xanh nhường rất sớm lại cho Xiaohu. Anh ta sẽ dễ dàng để đẩy đường một cách mạnh mẽ hơn. Đang có pha hỏi thăm đến khu đường trên này khi lượng máu không còn nhiều tới từ Duke, cũng không có tầm nhìn tới từ Duke luôn. Muốn tiến ra để cắm một con mắt vào phía bên trong bụi cỏ nhỏ, có lẽ nó bị phát hiện bởi con mắt tím là cắm ra từ trước bởi MLXG rồi. Và khi quay trở lại khu đường giữa, Faker đã mua cho mình 2 nhẫn Doran để đẩy đường. Rồi nào, ăn thế nào để hết 3 con lính xa này đây. Có vẻ không phải là vấn đề đâu. Rất khéo léo. Những cái vòng nó không thể ngừng lại được, nhưng bạn hoàn toàn có thể điều khiển những cái vòng đó, những quả cầu đó không chạm vào lính bằng cách riêng của mình. Xiaohu làm choáng Faker không? Faker chỉ quay lại sau khi bị làm khó bọ chút mà thôi. 4 con bọ, 5 con bọ. Tôi nghĩ rằng đây là một tình huống Faker có lời hơn, nhưng đối phương đạt được cấp độ 6 sớm khiến cho anh ta phải lùi về mà thôi. 5 con bọ cắn vào Xiaohu, đó có thể là cơ hội phản công mạnh mẽ nhất mà Faker có được. Lính farm được ở khu vực đường trên, đường dưới là như nhau, nhưng đường giữa đúng như những gì chúng ta dự đoán, chỉ việc đẩy đường mà thôi thì cũng đã có vô vàn khó khăn dành cho Malzahar của Faker rồi. May cho anh ta bây giờ cấp độ đã chín mùi hơn, đang du hành không gian xuống. Mata đang chọn người để trăng dây và đó là Wolf, và không còn hồi máu đến từ Bang nữa, và chiêu cuối để kết liễu thành công được Wolf tới từ Xiaohu rất chuẩn xác. Một cái tốc hành được đầu tư đến từ người chơi đường giữa của Royal Never Give Up. Tôi hiểu về mặt chất tướng thì Jhin cùng với cả Zaira tỏ ra là mạnh hơn, không phải tỏ ra nữa mà mạnh hơn thật với khả năng trao đổi chiêu thức của mình, nhưng không có nghĩa rằng Wolf được quyền chơi như kiểu vừa rồi. Khi anh ta thấy đường giữa của đối phương biến mất mà anh ta vẫn đứng như vậy, tôi nghĩ là sai lầm. Vì cái khả năng can thiệp xuống đường dưới của Aurelion Sol rất nhanh và mạnh nữa. Hãy nhìn vào cái chiêu cuối của Aurelion Sol, con rồng này đã thổi một cái đường chết chóc và khiến cho Wolf gần như là bay sau khi bị kiệt sức vào bờ. Rất tỉnh táo, vừa rồi Bang đã cố tiến ra để lừa Mata rồi. Nếu như Mata dùng ngay lập tức cái chuyên tâm vào Bang, Bang sẽ tốc biến thoát đi và như vậy là cả hai đều về ổn cả. Nhưng Mata cũng rất quái, như anh An nói, đó là bộ não của Royal Never Give Up và anh ta đã chọn một điều không thể nào sai được là Wolf. Zyra không còn kỹ năng tốc biến, giờ là điểm hạ gục và Aurelion Sol về cực kỳ cẩn thận với trang bị mua lớn đầu tiên dành cho mình là cái dây thủy ngân. Dây thủy ngân để đối đầu với cả Faker ở bên kia, dây thủy ngân để đối đầu với những vị tướng gây choáng khó chịu như Irelia và Elise thì tôi nghĩ là hợp lý thôi. Còn Blank có một cái suy nghĩ khá là nhất quán của Blank từ đầu trận đấu đến giờ, đó là cam đường trên, tức là cố gắng gây khó chịu đường trên. Đường dưới lại đánh nhau rồi, trói dây vào đầu của Bang. Bang hồi máu ấy từ rất sớm nhưng cú hồi máu đó nó không đem lại hiệu quả gì, vì bộ đôi của Royal Never Give Up biết đối phương hồi máu phát là mình không có lợi thế là họ lùi về, và như vậy là họ cũng lãi được một phép bổ trợ rồi. Bang đang tham viên đạn thứ tư, một phát bắn thêm một tình huống nhồi quy, lưu đạn nhảy múa nữa, có thể đó là điểm hạ gục trong tình huống thi đấu vừa rồi mà thôi. Bây giờ thì đã hết cơ hội và Uzi cũng giữ lại được hồi máu rất khéo, đủ làm tiền đề cho một pha phản công thành công dành cho Royal Never Give Up. Lại có thêm chuyên tâm nhưng không còn giữ được dây. Sân cứ thật bật lên, ai là người đỡ đây? Mata đang dính, Uzi đỡ hộ, viên thứ tư luôn. Mà anh ta buộc lòng phải dùng hồi máu để chắc chắn mình không lên bàn điểm số, đó là điều hoàn toàn hợp lý. Và Chính vì cái việc hồi máu khiến tôi cảm giác là viên đạn thứ tư gần như là không có đam trong pha thi đấu vừa rồi, làm tôi hơi giật mình. Và nhưng khi nhìn thấy hiệu ứng hồi máu được tung ra thì tôi đã hiểu vấn đề rồi. Một tình huống thi đấu lại hơi hổ báo quá của Mata, nhưng không sao cả, mọi thứ đều có thể điều khiển được ở cái đường dưới này. Và nó mở đường cho Xiaohu xuống trăng, có ping rồi, ngay lập tức biến mất rồi. Thì Xiaohu quay lại cùng với cả Lee Sin ở trên lưng của mình, tung ra và khiến cho Faker buộc phải tốc bí qua tường. Đó là cái chiêu chiêu cuối của nó là sóng siêu âm thì phải. Nghe nó hơi nghe hình như là sóng ánh sáng hay là một cái gì đấy, nghe nó phải lực một chút xíu nó mới nói hết lên được cái tầm vóc của vị tướng Aurelion Sol. Và ôi rồi, Xiaohu không mất một phép bổ trợ nào, đó chỉ là chiêu cuối để đổi lấy hai phép bổ trợ của Faker ở khu vực đường giữa này. Như vậy bây giờ có lẽ là Royal Never Give Up sẽ đoán được hướng đi rừng của Elise, sẽ chỉ loay quanh là bãi sói và bãi chim gửi biến dị để bảo kê cho Faker và chống lại những pha phản nhanh mà thôi. Pha áp lực vừa rồi nó đã gián tiếp khiến cho tất cả khu vực đường của Royal Never Give Up cảm thấy dễ thở hơn nhiều. Trong khi đấy, kèo đấu ở khu vực đường trên kia, Duke đang làm vô cùng tốt. Irelia của anh ta đang farm hơn so với Kennen, anh ta đang có được một lượng trang bị khá ổn để có thể tay đôi và lời máu hơn so với đối thủ của mình. Tôi cũng không biết rằng là SKT Team One chọn Malzahar cho lựa chọn cuối cùng này có thực sự là đúng hay không nữa. Nhưng cho đến thời điểm hiện tại thì cách thi đấu của Malzahar là dễ đoán và không có nhiều sự đột biến, khi chỉ có thể đứng ở đường và cố gắng farm ngang ngửa so với cả Xiaohu ở bên kia mà thôi. Còn khả năng đảo đường của Malzahar bây giờ gần như là bằng số 0 khi Malzahar cầm cho mình tốc hành và cũng không có được một cái dịch chuyển trong người nữa. Kén nhện và áp lực đó là đủ để cho Looper phải mất một cú tốc biến. Tốc biến hơi chắc. Cái tầm đấy tôi nghĩ là không tới, nhưng cú kén nhện đấy áp lực tâm lý là rất nhiều. Bởi vì nếu như chúng thì chắc chắn là điểm hạ cục của Looper. Anh ta cũng an toàn với pha tốc biến của mình để thoát đi, chứ là tôi thì tôi sẽ không. Không, đúng rồi. Không, bởi vì tôi không tính được, không phải là tôi không tính được cái tầm là có tới hay không, mà là tôi không phản ứng kịp. Phản ứng kịp cũng có thể, cái cách giải thích của Mạnh là đúng, nhưng mà là tôi ấy, trong trường hợp đấy tôi nghĩ là tôi không tốc biến. Vì tôi nghĩ là tốc biến nó không thỏa đáng, mà mình hoàn toàn có thể chạy về với việc là không mất tốc biến, nhưng chết hay không không biết. Bây giờ thì sẽ là con bộ xanh thứ hai mà Xiaohu sẽ được hưởng trận đấu này, cũng cần thiết thôi. Vì trong một vài cái cách chơi con rồng này chúng ta có thể thấy là luôn luôn tốn năng lượng, đẩy đường thật nhanh và sau đó về và lại đi ra một cách rất là nhanh chóng, như kiểu là lại sạc lại cái lượng năng lượng đã bị mất đi. Còn đường dưới này, sau khi hai lần lên bảng điểm số, tôi thấy Bang và Wolf bắt đầu hụt hơi rồi, họ bắt đầu phạm thua hơn. Nhưng như đã nói, đây là điều chúng ta đã từng thấy ở trong trận đấu thứ nhất hay trận đấu thứ hai của cặp thi đấu này. Và Bang bị mất rất nhiều máu sau liên tục những pha cấu rỉa khó chịu đến từ Uzi và Mata. Đây là cơ hội để kiểm soát và để ăn đi con rồng đầu tiên trong trận đấu dành cho Royal Never Give Up, khi mà bộ đôi đường dưới đối phương muốn biến về. Nhưng nên nhớ rằng kể cả có những cái lợi thế như thế này thì những hướng trang bị tiếp theo mà Uzi lên nó sẽ tương đối yếu đuối với cái thủy kiếm và sau đó là cái giáp để anh ta hướng tới bàn tay băng giá. Trong cái đấy, đối với Jhin thì cái món trang bị để gia tăng thêm khả năng gây sát thương của anh ta nó rất cục, đó là cái kiếm Mayomu. Và kiếm Mayomu gần như lớn hơn mọi món trang bị từng đấy tiền ở những cái cấp độ đầu tiên như này. Kiếm Mayomu là món trang bị hoàn toàn vượt trội về lượng sát thương có thể gây ra, cả tốc độ đánh, tốc độ di chuyển và thêm lượng sát thương và xuyên giáp. Và có một con mắt tím được cắm ra, Mata biết rằng là ở đây có mắt và anh đã thoát đi được cú ganh của Blank. Trong khi đó ở đường trên là một cái điều tương tự đến từ Duke. Khi mà đường giữa Aurelion Sol vừa biến mất thì ngay lập tức có một tỷ cái ping vào khu vực đường trên là hãy lui về đi Duke, và Duke gần như đã đến gần với cái trụ 2 của nhà mình và anh ta chơi rất kín kẽ ở khu vực đường trên. Có thể đây là một điểm mạnh với Malzahar, đó là có thể ăn rồng một mình. Hiếm có một pháp sư nào có thể solo rồng một mình như Malzahar lắm. Đồng ý, nếu có lẽ là Annie thả chiêu cuối của mình ra để tanh không để ăn mình thôi. Faker đang lách, Faker đang phải đứng trước một pha tấn công rất nguy hiểm. Anh ta chiêu cuối ngược trái Xiaohu và có thêm làm choáng. Sao thoát đây, Looper ở đây, Lee Sin của MLXG ở đây. Một đổi 2 và có thể là đổi 3 khi Blank đang tiếp tục truy đuổi theo. Làm choáng kén nhện vẫn chưa tung ra, anh ta không còn kén nhện nữa và dừng lại ở việc là lấy một điểm hạ gục của Faker để đổi lấy hai thành viên đường giữa và đường trên đối phương. Chân trời dành cho Irelia. Và đường dưới này với một phát bắn thứ tư, kể cả là có kiệt sức trong người giảm đi một lượng sát thương lớn thì đó vẫn là phát bắn thứ tư, hoặc chúng ta có thể gọi là phát bắn thứ 4 tùy về cách gọi của chúng ta mà thôi, nhưng nó là sát thương quá kinh khủng. Mata hơi bị chủ quan trong tình huống vừa rồi. Cùng lúc có được 3 điểm hạ gục, SKT rất lời và xem lại pha thi đấu. Faker lách khá khéo, cũng như là thấy đối phương vừa vào tầm thôi anh ta tung ra cú chiều cuối của mình. Blank cũng chọn được tình huống làm choáng ổn để đè và thêm những khống chế. Còn khu đường dưới thì Uzi mất đi dịch chuyển của Họng và thoát đi. Anh ta vẫn còn giữ lại được sát trước tốc biến cho mình. Tôi nghĩ là trong cái tình huống thua thiệt về mạng ở đường giữa vừa rồi, tôi sai lầm nằm ở Looper và Xiaohu tương tác với nhau không tốt, khi mà Xiaohu tự tin khi có người đồng đội đứng ở bên cạnh mình, vì rằng sẽ có một người làm choáng để ngắt đi cú chói đó. Nhưng cú làm choáng đấy, cú Looper nó đến hơi chậm, quá muộn. Và cái thậm chí là cái lúc mà Xiaohu bị chói, tôi thấy rằng Looper còn hơi lách người về cơ, tức là anh ta định về rồi chứ không có nghĩa là định đánh. Vậy mà Xiaohu vẫn bị chói ở trong nền trụ của đối phương. Và khi cú làm choáng được tung ra thì cũng là lúc Kén Nhện chạm vào người của Xiaohu rồi, mọi thứ chấm hết dành cho bộ đôi của Royal Never Give Up. Có lẽ đó cũng chính là điểm yếu thua thiệt hơn của Royal Never Give Up so với SKT, đó là khả năng giao tiếp của họ vẫn chưa được quá rành mạch cho lắm do các game thủ đến từ những quốc gia khác nhau. 108 sau 98, nhưng đợt lính đẩy lên chắc chắn nó có thể khiến cho Duke cảm thấy yên tâm được về sự chênh lệch về lính của mình. Lee Sin đang muốn can thiệp về cuộc đường trên, Faker lần này bị làm choáng. Xiaohu cấu rất nhiều máu, Xiaohu dùng chiêu cuối, Faker sẽ phải lên bảng không, anh ta quay ngược trở lại, sát thương rồi và đến từ Zyra là đủ và buộc lòng phải thoát đi là Xiaohu. Sát thương của những con bọ cắn sẽ không đủ để hạ gục được Xiaohu, nhưng thế là đủ dành cho SKT để giữ được tính mạng của Faker. Và Looper bị làm choáng, choáng đè, Lee Sin tới chiêu cuối của Looper bật lên, sát thương rồi và Looper rất nhiều. Looper chưa nằm xuống nhưng Duke đã nằm rồi và Blank có thể là người tiếp theo. Anh ta không lấy được điểm ăn của Looper và combo tuyệt vời các thành viên đội tuyển RNG. 30 máu, không đến 30 máu sau khi sống sót. Cái kỳ diệu trong pha thi đấu vừa rồi quá kinh khủng. Trận đấu trước nếu tôi nhớ không nhầm thì Duke cũng chính là chủ nhân của pha thi đấu highlight sáng nhất trận đấu, với việc là cầm Na và thả diều cho MLXG lên bảng điểm số. Và sau khi MLXG lên bảng điểm số thì đúng lúc mà Na biến thành dạng khổng lồ và anh ta sống sót, thì đến bây giờ người trên đồng nghiệp bên kia chiến tuyến là Looper cũng đã làm một pha highlight mà tôi nghĩ là cũng đáng để chúng ta ngưỡng mộ đó chứ phải không nào. Đây, hãy cùng nhìn, anh ta làm một cái mồi nhử là cứng và đủ lâu, nhưng vấn đề là cái thính này nó còn cả sát thương nó kinh thật. Một chút xíu máu mà thôi nhưng là đủ để anh ta có thể thoát ra được và tiếp tục cả một tình huống. Có cả cắn nhưng cắn chưa xong, tức là cái cắn răng trên đường tới, cái răng đã chạm vào da đầu rồi đấy. Nhưng ngay lập tức Lee Sin rút thẳng vào mồm, đốp một cái và cuối cùng thì rụng cả răng và người cũng phải lên bảng điểm số. Nếu như để khen Looper hay khen MLXG, tôi nghĩ là tôi chọn khen MLXG. Đồng ý với cả cú độ lòng cước của anh ta và dùng sát thương khá là chuẩn nữa. Thêm vào đấy thì anh ta liên tục sử dụng những tình huống 6 âm vô ảnh cước chuẩn, cũng như là thôi quay trở lại pha thi đấu khu đường dưới này thì nếu như không có kiếm Ayomu có thể đó sẽ là một pha tốc biến lên để truy đuổi theo. Quay ngược trở lại với chiêu cuối của mình, Mata là người nằm xuống trước, Faker có điểm bảo gục này và Elise băng trụ với pha làm choáng trượt, nhưng bọ vẫn cắn Uzi. Bọ là đủ double kill dành cho Malzahar. Họ vẫn đang muốn tiếp tục giao tranh, nét vẽ trong chuẩn xác giữ chân được MLXG. Và phía bên kia Xiaohu bị dính chiêu cuối MT trói buộc, anh ta chưa phải nằm, anh ta dùng chiêu cuối, anh ta nằm xuống và MLXG không dám lao vào chiêu cuối. Kennen rất đẹp, Faker thoát qua phía bên kia tường, có làm choáng đến từ Duke, sát thương dồn vào Duke và có thêm điểm hạ gục nữa dành cho SKT. RNG gỡ gạc lại được một chút xíu khi MLXG hạ gục thành công được Wolf trong tình huống quá tham truy đuổi, nhưng giờ thì về đâu khi nhà đã bán, sát thương dồn vào là thừa. Quay ngược trở lại, chỉ chờ có thế shutdown dành cho Duke. Nhưng pha xử lý vừa rồi của MLXG vẫn đem lại được một cái tác dụng, đó là không cho đối phương quét sạch. Tức là Mata sống lại rồi thì anh ta mới chết. Đấy, như vậy là không có quét sạch dành cho SKT. Nhưng về mặt lý thuyết mà nói thì vẫn có thể coi đây là một cú quét sạch. Chúng ta hãy cùng nhìn xem. Đó là một pha truy đuổi hơi quá của Mata và Uzi, để rồi Mata bị mắc kẹt lại. Và Wolf đã dùng tất cả những gì có của một Zaira để tiêu diệt vị tướng hỗ trợ này. Nó thỏa đáng thôi, nhưng khả năng cắn của những con bọ đến từ Malzahar thật là quá kinh khủng. Malzahar có một điểm yếu là di chuyển không tốt, nhưng khi Malzahar đã ở chiến trường rồi thì Malzahar là một con quái vật. Đó, may cho bên phía Xiaohu trước khi chết là vẫn còn kịp tung ra một chiều cuối của Aurelion Sol. Nhưng những công việc còn lại của Faker và những người bạn mình là quá tập trung khi Faker tốc biến qua tường, qua hang rồng thì đúng hơn. Đây, tôi đang tự hỏi là tại sao MLXG không quay ngược vào trụ 2 mà anh ta lại quay ngược vào trụ 1 để rồi để anh ta chết ở trụ 1. Đúng nhỉ? Tại sao anh ta không về thẳng nhà luôn? Tôi không hiểu. Đó là pha xử lý kiểu như thế nào đấy của MLXG nữa, nhưng nếu như anh ta chạy về phía trụ 2 có lẽ anh ta đã thoát thành công rồi. Hơi sai một chút xíu, sát thương cho vào tranh vừa rồi Lee Sin gây ra là rất nhiều, gần như tương đồng so với Faker phía bên kia. Bây giờ thì Faker giàu quá rồi, 4-1-2 về KDA, có thêm cho mình trượng Valerie Line nữa và bây giờ thì chẳng còn lợi thế nào của Xiaohu có được trước Malzahar của Faker nữa rồi. Lên đồ như vậy là quá tuyệt vời dành cho một Malzahar khi mà đối phương gần như không có nhiều sát thương phép thuật. Những món đồ của Xiaohu lên toàn kháng phép và máu mà thôi. Một chút sát thương phép thuật đến từ cái đai lưng Hextech không phải là nỗi bận tâm, vì nói thật cái lượng sát thương đó nó cộng trừ nhân chia và cái lượng nội tại thôi của Malzahar là cũng đủ rồi. Looper lao lên hay quá, đâm kiếm vào một lính ở xa, nhưng liệu Duke có thoát được hay không? Thoát được rồi. Khả năng hồi máu đến từ những cái cú bắn kiếm của Duke là quá đủ để giữ cho anh ta, còn thậm chí là không mất máu. Blank đến kén nhện chúng một trong hai thôi là có tiệc rồi, và Looper là người bị dính đạn. Không, anh ta lên bảng đến số cả hai là đều bị dính đạn. Rồng đến, Xiaohu đến, nhưng liệu có kéo theo được cái lợi thế nào hay không? Blank tỉnh táo và kiên nhẫn đến cái mức để cho lính di chuyển về phía nhà mình, rồi anh ta mới hạ xuống ở một cái vị thế an toàn, rất an toàn, thoát ra khỏi phía tầm tấn công của trụ. 6-9 lợi thế dành cho SKT. Tiên họ cũng đang hơn 2.000 so với đối thủ của mình, tiếp tục có được cái trụ đầu tiên ở khu vực đường trên này. Hàng tá những lợi thế được SKT kiếm được trong khoảng thời gian ngắn vừa qua với những pha giao tranh nhanh của họ. Irelia của Duke sau lần về này có lẽ cũng ít nhất là hoàn thành xong được cho mình cái kiếm trích để hướng cái tam hợp kiếm, còn đủ luôn tiền của tam hợp kiếm thì có lẽ là hơi quá đáng, hơi giàu quá so với cái thời điểm phút thứ 19 trận đấu như thế này. Đến bao giờ Uzi mới có được cái găng tay băng giá đây? Tôi cảm giác như Uzi đang bị chững đầu từ nãy đến giờ. Công nhận lựa chìm số farm của Uzi so với Ben bên kia là có lợi thế, nhưng KDA của Ben có xoáy hòa đi vấn đề này. Con rồng đầu tiên của trận đấu là con rồng gió, không các bạn là rồng nước, con rồng này là con rồng thứ hai, nó là rồng gió. Cũng may cho Royal Never Give Up vì họ đang không phải quá bận tâm về việc là những cái lợi thế của rồng nó làm cho đối phương mạnh lên quá nhiều. Lee Sin có mặt ở đây nhưng không kịp để cướp đi con rồng này. Lượng farm Lee Sin cũng đang là ổn. Màn trình diễn này của Lee Sin trong tay MLXG cũng không phải là tệ. Cái đây anh ta đang là 3-1-1, anh ta chưa thực hiện được một tình huống nào đấy nó quá đẹp mắt mà thôi. Những pha đá ngược đối phương trở về hay những tình huống tay đôi 1 đấu 1 với Blank mà khiến chúng ta có thể cảm thấy ấn tượng. 203 đây là KDA của Bang, và sau cái kiếm Mayomu nó sẽ là dạ kiếm Rakta, một món trang bị có thể khiến những con bài lao vào như Looper hay là MLXG có thể lên bảng điểm số trong một nốt nhạc. Và với cách chọn đội hình như thế này và cách lên đồ như thế này thì tôi đang cảm giác là Royal Never Give Up chưa có một dàn chắn tốt, chưa có một người nào đích thực gọi là tăng cơ trong cái đội hình đấy cả. Khi mà Lee Sin cũng đã có được món đồ công thứ hai theo kiểu nửa công nửa thủ, đó là cái kiếm răng cưa, và bây giờ thì là một cái đai lưng khổng lồ nữa. Máu là có ở trong người của MLXG và Xiaohu, nhưng máu là không đủ để có thể ngăn được lượng sát thương khá lớn đến từ pháp sư và xạ thủ bên phía đối phương. Vậy thì điều cần làm là bây giờ là gì? 3 vị trí then chốt là đường giữa đi rừng, đường trên đều phải lên máu, đều phải lên máu và giày thủy ngân. Thực ra thì nói nhanh ăn cũng đúng, nhưng nhìn theo một chiều hướng nào khác thì tất cả những vị tướng mà Royal Never Give Up đang sở hữu đều có thể chơi theo kiểu hybrid được, nửa công nửa thủ với Kennen, với máu xem ảnh thuật, Lee Sin với thủ, với sát thương. Đường giữa là Xiaohu cũng có rất nhiều máu, tại vì anh ta còn lên cả cái khăn giải thuật nữa. MLXG là người bị tấn công, không thoát thế nào đây, không thể chạy được, không thể thoát được. Giá như MLXG mượn được cái khăn giải thuật kia thì chắc là anh ta may ra thì mới có thể sống được. Nhưng sức mạnh của Faker một lần nữa đã được kiểm chứng, không phải là việc anh ta trói đối phương được nhiều, vì trói chúng thì tôi cũng trói chúng được thôi. Nhưng cách di chuyển của Faker là quá hoàn hảo từ nãy đến giờ. Đó, rất nhanh. Xiaohu đã thoát về với cái khăn giải thuật của mình. Khá thông minh khi mua được khăn giải thuật từ sớm, anh ta có thể thoát ra khỏi những pha tấn công. Và như vậy là có vẻ như tôi đánh giá sai, bởi vì trong lần về vừa rồi Duke không chỉ hoàn thành xong kiếm trích. Anh ta đã có được tam hợp kiếm, kiếm răng cưa và thêm giày thủy ngân. Như vậy thì đừng hỏi tại sao bây giờ Looper không thể nào trụ được đường cho Irelia nữa. Giờ việc Looper cần làm là thủ trụ thế mà thôi. Có ping vào hang Baron, chiều của Ezreal vào để kiểm chứng. Họ đang ăn Baron, vậy thì đưa ra vấn đề rất nhiều đệ, cả cây cả bọ, và một người phải lên bảng điểm số đầu tiên, đó là Mata, khi anh này di chuyển một cách cực kỳ là ngớ ngẩn. Xin phép dùng từ là ngớ ngẩn khi trong khu vực đó thôi không hề có mắt. Và Uzi, tôi nghĩ là Uzi phải mất thêm cả tốc biến nữa, và Uzi đã vẫn bị truy đuổi những con chim đôi khi cực kỳ là khó chịu. Tôi là một người yêu chim, nhưng nếu là tôi là Ezreal, tôi cực kỳ ghét con chim trong pha thi đấu đó. Xiaohu vừa bắn ra những tia băng đúng không? Đó là món đồ mà cực ít người lên, khá ít người lên, nhưng anh ta lại đã lên trong trận đấu này. Ít người lên đến cái mức mà tôi còn không nhớ tên của nó nữa. Có lẽ là chúng ta thấy nó trong một vài lần đầu tiên khi món trang bị lại xuất hiện với vị tướng Swain ở khu vực đường trên. Đó là cái vòng tay Hextech thì phải. Và đai lưng Hextech thì có vẻ như là hữu hiệu hơn. Kennen rồi là rất nhiều những vị tướng Lissandra, Rumble hướng tới được món trang bị này. Những pha tấn công ăn miếng trả miếng rất nhanh tới từ cả hai đội tuyển. Và sau một khoảng thời gian tầm khoảng 5 phút trôi qua thì lượng tiền cũng không được gia tăng nhiều lắm dành cho SKT, nó tầm khoảng 1.000 tiền mà thôi. Xem lại pha thi đấu này, Mata bốc hơi chỉ trong chớp mắt với lượng sát thương dồn vào từ Bang và từ người đồng đội của anh ta là Wolf. Trong đó phía bên kia Faker quá tham truy đuổi theo Xiaohu, để rồi phải nằm xuống dưới sát thương của Aurelion Sol, một con bài mà không thể nào có thể khinh thường được khi Looper lướt qua, tốc biến qua từ phía bên kia bờ tường với cú chiều cuối của mình và khiến cho Bang cũng ngay lập tức quay đầu bỏ chạy mà thôi. Hiếm khi nào mà tôi thấy Faker phản ứng nó lại hơi bị delay như vừa rồi, khi mà anh ta không né được cái cú choáng đó. Không sao cả, ít nhất là Faker còn nhận ra rằng mình cần cái tốc biến và mất đi một pha tốc biến để cho khán giả thấy là ít nhất anh ta vẫn phản xạ được. Thôi được rồi, quay lại với trận đấu. 11-7 là tỷ số về KDA giữa cả hai bên. Tốc tiến lên, bắn một cú nhưng chỉ một mình Wolf bị làm chậm mà thôi, vì Faker còn cái lớp nội tại. Và ngay lập tức Wolf quay lại, thả một chiêu cuối đúng không? Không, đó là tại sao tôi nói ở vị tướng Zyra. Nếu anh ta dính phát sóng âm đấy, anh ta có thể cao và lên bảng điểm số, nhưng anh ta trồng một cây ra, đỡ được cái sóng âm. Nó không có gì nguy hiểm dành cho tính mạng của Wolf nữa cả. Khổ quá, trước chung kết thế giới tôi đã bảo rồi, mọi người không tin tôi là Zyra là cái vị tướng mạnh nhất Liên Minh Huyền Thoại, không tin. Đúng thật là nó cực mạnh trong vai trò hỗ trợ. Không có nên nhớ là có Zyra SKT rồi. Nếu như năm nay khi nào không nhỉ? Tôi nghĩ là sẽ không phải là Zyra SKT nữa. Ví dụ mà SKT vô địch đi thì chắc là Kama SKT. Bây giờ chẳng lẽ làm hai bộ à? Không, ý tôi không muốn nói là tôi không muốn khẳng định là SKT vô địch hay gì cả. Chẳng hạn như một đội tuyển như kiểu Albert Lunanox vô địch thì chung kết thế giới chẳng hạn, họ cũng sử dụng Zyra trận cuối, thì liệu rằng có Albert Lunanox Zyra hay không? Tôi nghĩ là không cần quan tâm, vì bây giờ MLXG đang rút ngược Faker, và Faker bị kiệt sức, anh ta bị trói bởi Mata và Faker sẽ nằm sau đó, thì ai phải trả đòn cho Faker đây? Xiaohu bị hất tung, tôi không nghĩ rằng Xiaohu chạy được trong tình huống mà anh ta bị một hãy náo dọc người. Rồi, 4 viên đạn đang chờ, Mata là người đỡ một. MLXG bị đúc đu đến bằng một con lính và anh ta xỉa. Rất khít. Những di chuyển của các thành viên đội tuyển SKT là sát sàn sạt, họ di chuyển ngay ra khi có tín hiệu giao tranh. Một thành viên đang đẩy tiết từ khu vực đường dưới bỗng dưng có mặt để chặn đầu và thành công hai người đang thoát lui về đến từ Royal Never Give Up, đó chính là Duke. Và sau khi có được từng đấy điểm ở gục, họ tự tin tiến ra khu hàng Baron mà không có bất cứ một sự truy cản hay là phá phách nào tới từ Royal Never Give Up cả. Chiều cuối của Ezreal cũng không còn để tung ra với ý định cầu may và tước đi con Baron trong tay các thành viên đội tuyển SKT. 3-1-3 là cây đây của Duke, nhưng kinh khủng hơn đó chính là Bang 604. Anh ta có lẽ đạt được danh hiệu MVP của giải đấu đến nơi rồi với KDA cực kỳ lớn của mình. Vừa rồi thì rõ ràng ăn Baron ăn được ngay, nhưng khi ở còn 1000 máu thì họ ai cũng sợ cung ánh sáng, nhồi vào, thế nên là cứ phải hơi ngập ngừng một chút. Tôi nghĩ rằng đấy họ biết là không cung ánh sáng nhưng họ nhờ chờ cho hồi sinh lại đến Faker. Có thể. có thể cái giải thích của Mạnh là hợp lý hơn. Rồi, bây giờ thì cũng xem lại cách mà Faker phải lên bảng điểm số sau khi bị một cú trút ngược rất tốt của MLXG, nhưng Xiaohu cũng tương tự thôi. Khi mà bạn chơi một ván cờ, bạn đổi xe lấy xe hay pháo lấy pháo, tôi nghĩ như vậy là ngang đúng không? Nhưng sau đó thì sao? Mất xe rồi, mất thêm cả mã, rồi mất thêm cả pháo tốt nữa. Đấy, rồi thêm cả con Baron nữa, thì tôi nghĩ rằng là mất đến nửa cái bàn cờ dành cho Royal Never Give Up rồi. Không có một cái cơ hội nào cho họ phản kháng trong những pha thi đấu mà họ bị ép buộc như vậy cả. Hiện giờ thì chênh lệch 7.000 tiền, chưa đến 7.000. Cơ hội để thắng giao tranh vẫn còn rất nhiều dành cho Royal Never Give Up, đặc biệt là khi họ sở hữu trong đội hình của mình những vị tướng có khả năng xoay chuyển hoàn toàn thế cục của những pha giao tranh như Kennen, như Aurelion Sol, nên khả năng để họ ép và thắng giao tranh là điều hoàn toàn có thể trong những khu vực chật hẹp. Nhưng đối phương có lao vào những khu vực chật hẹp như vậy hay không? Ezreal đã phải lên cho mình khăn giải thuật, 2 khăn giải thuật đã có tới từ Royal Never Give Up. Và con rồng gió thứ 2 của trận đấu và cũng là con rồng thứ 3 đều thuộc về SKT. Với lợi thế đến 2 con rồng gió như thế này thì khả năng đi đẩy lẻ của họ là tốt. Tôi cũng đánh giá cao khả năng đẩy lẻ của Irelia giai đoạn giữa và cuối trận đấu nữa. Một vị tướng nhiều sát thương và đặc biệt đánh theo kiểu vật lý nữa thì đánh trụ, tôi nghĩ là bao giờ cũng tốt rồi. Tốc độ đánh có rồi, sát thương vật lý thì đánh vào trụ, đẩy lẻ rất hiệu quả. Trụ thứ 2 của đường giữa đang bị bào. Đây không phải là điều chúng ta chưa thấy, đã thấy rất nhiều rồi. Món trang bị tiếp theo hướng tới của Bang đang là món trang bị gia tăng khả năng phòng ngự, nhưng rồi thì đến trang bị gì nữa? Một cú làm chậm tốt và làm choáng đè vào chắc chắn là điểm hạ gục dành cho các thành viên đội. Cái gì đây? Một đòn chí mạng đến từ viên đạn thứ 4 và Bang còn kịp thời hạ gục thành công được Xiaohu. Đó sai lầm lớn nhất của Royal này gấp khi quyết định từ những cái lượng sát thương dồn vào tiếp theo của mình. Có lẽ Lee Sin nên ăn điểm hạ gục ngay, có lẽ là các ma hãy Ezreal nên tung ra những cú chiêu cuối gì đấy, bất cứ một thứ gì đấy để có thể hạ gục thật nhanh Bang đi. Lỗ rồi, họ không chuẩn bị được cho pha thi đấu đấy. Lỗ chặt sau khi một đổi một xong nhá, rồi lại còn mất đến 3 cái trụ. Tôi nhấn mạnh là 3 cái trụ dàn 2. Trụ thứ 2 đường trên, đường giữa, đường dưới đều mất gần như trong cùng một thời điểm, cách nhau có 15 giây mà thôi. Thì đây là một lượng thất thoát về kinh tế khổng lồ mà Royal Never Give Up đã dành cho đối phương. 10.000 tiền đã có. Những thành viên còn lại 10.000 tiền tôi nghĩ là có rồi, 45.000 với 5.000 và gần như đã 10.000 tiền. Lại là bị rút ngược Faker, sau đó ăn kiệt sức, anh ta tốc biến ngược về, đứng ở trên vùng đất của mình và anh ta quay lại trả lại. Đục quá khỏe, Đục chơi hết. Một dồn Uzi, Đục đang đâm thẳng mặt Uzi, Uzi buộc phải di chuyển của học thoát đi và quay lại bắn quy cực kỳ yếu ớt. Đục nói rằng tôi có thể chấp tất khi đồng đội đang đứng ở sau lưng của mình. Thực sự là quá kinh khủng với phạt cản lướt của anh ta giữa 4 thành viên đối phương. Hạ gục thành công được Looper quay sang tấn công vào Uzi và ép cho Uzi phải dùng hết những thứ mà anh ta có và thoát thân đi bằng di chuyển cổ học, bằng khăn thở thuật và thêm vào cú hồi máu nữa. Irelia sau khi có được giáp tâm linh và từng này món trang bị quả nhiên làm cái gì đấy kinh khủng khiếp. Xem lại pha thi đấu này, MLXG đã xử lý tốt, anh ta đã ngờ được Faker về và thoát về vị trí của MLXG, nhưng thoát về vị trí của Mata, nhưng sau đấy khi Irelia tới thì coi như tiệc đã tàn. Và tôi nghĩ rằng cái cách sút của MLXG bây giờ bắt đầu phải suy nghĩ lại, bởi vì nên sút ai. Malzahar chẳng khác gì Aurelion Sol trong khả năng chống chịu cả. Đồ của Malzahar bây giờ có cả máu, có cả sát thương phép thuật, và cái điều quan trọng đó là Malzahar đang xanh. Tuy là ít lượng chống chịu hơn, ít máu hơn so với Xiaohu bên kia, nhưng còn một cái lớp nội tại, và một cái nội tại khác đấy là khi bạn đang xanh ý, thì đối phương mặc định là sẽ yếu hơn bạn rất nhiều. Đấy, thực ra thì tôi đang nghĩ tới việc anh Am nói rằng khi bạn đang xanh thì có lẽ là phép bổ trợ của bạn luôn luôn sẵn sàng, bởi vì bạn sẽ không bị đối phương ép vào trong thế khó nữa, và anh ta vừa xuống cả 2 phép bổ trợ của mình. Quay trở lại với pha thi đấu này thì Blank đang gặp nguy hiểm, Blank mất tương đối nhiều máu và thoát ra được khi đồng đội của anh ta bảo kê trong quê Aurelion Sol trượt và MLXG lao vào. Chiêu cuối được bật lên tới từ Jhin và đó sẽ là tan vỡ dành cho các thành viên đội tuyển Royal Never Give Up, chỉ còn lại một mình Mata thoát đi nhưng không thể thoát ra khỏi tầm tấn công của Duke. Và như vậy thì chúng ta có thể thấy được rằng khi các bạn đang xanh thì các bạn làm cái gì cũng đúng mà thôi. Blank thoát đi chỉ với 100 máu dưới và trận đấu hoàn toàn có thể kết thúc ở đây với việc 5 thành viên của Royal Never Give Up đã phải lên bảng điểm số. Đây là một mùa giải thi đấu không những là không thành công của người Trung Quốc mà họ còn đen nữa, khi mà những đại diện của họ gửi đến với giải đấu mạnh nhất của bộ môn Liên Minh Huyền Thoại thì đều gặp phải những cái sự khó chịu nhất định. Thứ nhất, đầu tiên là iMay ở một bảng khó chơi và iMay đã phải dừng cuộc chơi từ rất đẹp sớm, và 5 cái biểu tượng SKT được bật lên và xin chúc mừng SKT, họ sẽ là đội được lọt vào vòng bán kết. Họ đội tiếp theo được lọt vào vòng bán kết, như vậy bán kết đang ghi tên 2 đội tuyển đến từ Hàn Quốc vào được trước, đó là Samsung Galaxy và nhánh bên này đó là SKT